2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter. Jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề về phương trình vô tỷ. Ở buổi ngày hôm trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về chuyên đề liên quan đến sử dụng một số các hàng đẳng thức hoặc đẳng thức cơ bản. Ngày hôm nay thì mình hướng dẫn đến cho các bạn phương pháp tiếp theo là phương pháp đánh giá. Cụ thể của phương pháp đánh giá là mình sẽ sử dụng các bất đẳng thức cổ điển, ví dụ như AMGM, Cauchy's Squad hoặc bất đẳng thức hình học, hoặc là dùng phương pháp khảo sát hàm số. Thì phương pháp này thì theo mình thì sẽ đặc trưng nhất trong những bài toán cấp 3 thì nhiều hơn. Cấp 3 sử dụng những cái bất đẳng thức này thì mạnh hơn. Tuy nhiên thì đối với chương trình cấp 2, học sinh ở cấp 2 thì vẫn có một cách nào đó để chúng ta có thể diễn đạt, chúng ta có thể đánh giá được và sử dụng được cái phương pháp này bằng các bất đẳng thức cổ điển hoặc là các bất đẳng thức hình học, và đôi lúc cũng có thể khảo sát hàm số. Nhưng tuy nhiên về phương pháp khảo sát hàm số thì sẽ mạnh hơn ở cấp 3, mà cấp 2 thì sẽ sử dụng ít hơn. Thì sau đây thì mình có tập hợp một số các cái bài tập cơ bản đơn giản về một số các bất đẳng thức để cho các bạn cùng tham khảo. Ở trong cái phương pháp này thì mình khi mình tập hợp thì nhiều bài lắm, rất rất nhiều bài luôn các bạn ạ. Nhưng tuy nhiên thì nó lại không phải là cái thế mạnh ở chương trình trung học cơ sở, mà lên cấp 3 thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ được tiếp xúc nhiều và làm nhiều hơn. Thì đối với chương trình cấp 3 sẽ phổ biến hơn, đúng không? Thì nếu bạn nào mà muốn thì chúng ta nên tìm tài liệu cấp 3 để chúng ta đọc, thì chúng ta sẽ thấy phong phú và đa dạng hơn, đúng không nào? Tuy nhiên thì đối với cấp 2, chương trình cấp 2 thì chúng ta vẫn có thể tiếp cận được với một số các phương pháp đánh giá cơ bản, và chúng ta cũng có thể suy nghĩ đến khi chúng ta bi qua không biết giải một số các bất đẳng thức, một số các phương trình vô tỷ như thế nào. Và chúng ta cùng vào bài nhé. Ví dụ số 1. Ví dụ số 1 thì các bạn biết rằng là đối với bất đẳng thức thì biến đổi tương đương là một trong những thứ mà cơ bản nhất, đơn giản nhất mà chúng ta được học, đúng không? Thế đây là ví dụ số 1, giải phương trình là 1 trên cho căn đến gì đấy cộng 1 trên căn gì đấy bằng 2 phần x. Thì theo mình thì đây là một bất đẳng thức khá là cồng kềnh, khá là khó chịu. Thì các bạn có thể sử dụng máy tính, các bạn bấm và các bạn có thể tư duy theo kiểu nhân liên hợp. Theo mình là như vậy. Các bạn thử bấm máy tính xem ra kết quả là bao nhiêu, được không? Thì các bạn tự bấm thôi. Ở đây thì mình không bấm hộ các bạn nhé. Điều kiện này. Điều kiện thì mà các bạn sẽ thấy rằng là x sẽ lớn hơn 1/2, đúng không? X sẽ lớn hơn 1/2. Đó. Và khi mình bấm máy tính thì mình dự đoán được nghiệm là x sẽ bằng 1. Nói chung là bấm máy tính thôi, dự đoán đâu mà dự đoán, đây là bấm máy tính chứ. Bấm máy tính được nghiệm là như này. Thế bây giờ câu chuyện tiếp theo phải làm như nào? Các bạn sẽ tư duy một cách đơn giản nhất, đó chính là nhân liên hợp. Nhân liên hợp. Nhưng mà để nhân liên hợp được biểu thức này thì cả một vấn đề luôn. Khi các bạn phải quy đồng nhân chéo lên là VCXZ gì đấy thì chúng ta làm. Thì hơi khó. Hơi khó. Thế trong bài tập này thì mình có đưa ra cho các bạn một cái phương pháp đơn giản để các bạn có thể định hướng được. Đó chính là biến đổi tương đương. Thì đầu tiên là mình sẽ x lớn 1 rồi thì x lớn 1/2 rồi thì chứng tỏ x khác 0 rồi, đúng không? Thì mình sẽ viết lại phương trình như sau. X trên cho căn của 2-1 cộng x trên cho căn của 4x-3 bằng 2. Thì câu chuyện là bây giờ mình có thể đánh giá được không? Mình đánh giá biến đổi tương đương này như sau này. Mình sẽ đánh giá rằng là cậu này sẽ lớn hơn là bằng 1. Đồng thời cái cậu dưới này cũng lớn hơn là bằng 1. Thì cộng tương ứng lại lớn hơn là bằng 2, và dấu bằng xảy ra khi cả hai dấu bằng này xảy ra. Các bạn hiểu ý tưởng mình không? Nhưng sẽ gặp một cái vấn đề như thế này. Nhiều bạn sẽ bảo: ôi rồi ôi, đi vào phòng thi thì làm sao mà nghĩ được cái cách của mình, quá khó đúng không?
Làm sao mà nghĩ lớn hơn và bằng 2 được? Đấy. Thế thì câu chuyện đặt ra là làm thế nào? Khi các bạn có thể nhầm được x bằng 1 rồi thì các bạn thay giá trị vào 1 ở đây. 1 ở đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cả hai biểu thức này thì đều bằng 1 thật. Và bây giờ mình thử thay một cái giá trị lớn hơn x bằng 2 vào thì xem chiều của bất đẳng thức là gì. Thì may mắn nhá. May mắn thì chúng ta sẽ ra. Nhưng tuy nhiên ý, thì các bạn hãy làm một cái động tác bấm máy tính cho mình. Nếu các bạn được bấm máy tính. Còn nếu không bấm máy tính được thì các bạn sẽ phải dự đoán rất là nhanh. Nếu bấm máy tính được thì mình sẽ bấm như sau để mình có thể khẳng định được rằng là cậu này lớn bằng 1 và cậu này cũng lớn hơn bằng 1. Và đây là hai hàm đồng biến. Hai hàm đồng biến nhé. Mình sẽ sử dụng bấm máy tính và mình sẽ dùng chức năng table fx, đúng không? Phân số alpha x trên cho căn của 2 alpha x trừ 1. Ok. Bằng gx thì mình cũng có thể thò luôn đây. Alpha x này trên cho căn bậc 4 của 4x trừ 3. Đúng không? Ok chưa? Bằng bắt đầu từ giá trị lớn hơn 1 phần 2, đúng không? Lớn 1 phần 2 thì mình để bắt đầu từ 1 chia 2. Kết thúc mình để là 5 là được rồi. Và bước là 0.5. Bởi vì đây là 1 phần 2 mà. Ok. Thế các bạn sẽ thấy này, 0.5 là error. 1, 1, 1. 1 phần 5 tăng. 2 tăng. 2.5 tăng. Đây tăng này. Tăng giá trị này. Fx tăng này. Giá trị tăng này. Đồng biến đúng không? 3.5 tăng tiếp. 4 tăng tiếp. 5 tăng tiếp. Ok chưa? Thì chúng ta đồng biến rồi. Và mình có thể khẳng định rằng là cậu ấy lớn hơn bằng 1 thật. Và khi lớn hơn bằng 1 thật thì giải bớt phương trình này thì cơ bản thôi. Chúng ta sẽ sử dụng phép biến đổi tương đương. Phép biến đổi tương đương. Không có gì là phức tạp cả. Này. Thật vậy thì bất đẳng thức tương đương với là x bình lớn bằng 2x trừ 1 và tương đương với x trừ 1 tức là bình lớn bằng 0. Điều này hiển nhiên đúng và dấu bằng xảy ra khi x bằng 1. Và cái cậu ở dưới cũng như vậy thôi. Mình quy đồng, bỏ mẫu thì sẽ ra được là x mũ 4 trừ 4x cộng 3 lớn bằng 0. Và mình phân tích thành nhân tử. X trừ 1 bình sẽ nhân với cả x bình cộng 2x cộng 3 lớn bằng 0. Thì đương nhiên là cái cộng này là luôn dương rồi. Đúng không? Cậu ấy luôn dương rồi. Thì như vậy là điều này hiển nhiên đúng khi x bằng 1. Và từ đó thì vế trái lớn bằng 2 và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x bằng 1. Thì đây là phép biến đổi tương đương. Biến đổi tương đương, động tác đầu tiên ý, thì mình chuyển về bên này chỉ có về con số 2 thôi. Cái thứ hai nữa là mình phải dự đoán được cả hai bất đẳng thức phụ. Hai bất đẳng thức phụ này dự đoán được bằng cách bấm máy tính. Không thì chúng ta phải dự đoán. Thực tế bài này thì dùng ở cách cấp 2 thì sẽ mạnh hơn, sẽ dễ hơn, sẽ dễ hiểu hơn. Tuy nhiên thì đối với các bạn lớp 9 thì có thể trình bày theo cách này và giải thích theo cách này. Theo mình, đấy là hợp lý. Và các bạn sẽ thấy đây là biến đổi tương đương. Nhìn xem nào, đây là ví dụ số 1 nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 2. Ví dụ số 2 thì là về bất đẳng thức Cauchy. Hay còn gọi là AMGM đấy. Hay còn gọi là sai. Hoặc là mình dùng AMGM. Phân tích. Đối với câu đầu tiên đi. Điều kiện căn bậc 3 thì không có. Nhưng 14x mũ 4 cộng 5 thì chúng ta sẽ có nhận xét được là luôn dương. Đúng không? Chúng ta sẽ có một cái nhận xét được luôn dương. Thế thì nếu cái cậu này lớn hơn 0 rồi thì 6 căn bậc 3 của 4x mũ 3 cộng x thì có thể đánh giá được như nào? Thì bắt buộc cậu này cũng phải dương nốt, đúng không? Nên thì chúng ta sẽ có được cái điều kiện tương đương với x lớn bằng 0. Điều kiện x lớn bằng 0. Thế thì để x lớn hơn mà bằng 0, có x lớn hơn bằng 0 thì để làm gì? Có x lớn hơn mà bằng 0 ý, thì để chúng ta có thể sử dụng bất đẳng thức Cauchy được ở đây. Đấy, ý mình là như vậy. Thế bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng bất đẳng thức Cauchy. Và bây giờ mình
Nếu đúng ra thì chúng ta nên dự đoán nghiệm lại để ra được điểm rơi. Dự đoán nghiệm thì chả có cách nào khác, thì chỉ có cách bấm máy tính thôi các bạn. Còn nếu mà không bấm máy tính được thì thôi. 16, thôi mình cứ bấm cho các bạn xem nhá. Từ tốn, bình tĩnh. Cái này thì cũng không vội được, đúng không? Cần 3 đây chứ. Úi giời, 6 này nhân căn bậc 3 của 4x mũ 3 cộng x. Nói chung là x sẽ khả năng cao là đẹp thôi. X bằng 1/2. Dự đoán nghiệm thì x bằng 0,5. Đấy, đúng như máy tính nói nhá. X bằng 0,5 thì dấu bằng xảy ra chính bằng x bằng 0,5. Thế bây giờ thì nếu mà sử dụng AMGM, sử dụng bất đẳng thức Cauchy thì mình sẽ chứng minh rằng là có thể là vế trái lớn hơn hoặc bằng vế phải, hoặc vế phải lớn hơn hoặc bằng vế trái. Đấy là cái thứ nhất. Hoặc là hai vế cùng lớn hơn bằng một số. Các bạn hiểu ý tưởng không? Đây nhá. Cái thứ nhất là vế trái lớn hơn hoặc bằng vế phải thì bắt buộc dấu bằng phải xảy ra. Và thứ hai là vế trái nhỏ hơn hoặc bằng vế phải, bắt buộc dấu bằng phải xảy ra. Và vế trái mà lớn hơn hoặc bằng một số và vế phải lớn hơn bằng một số thì đương nhiên dấu bằng xảy ra khi mà cả hai thằng này cùng bằng nhau, đúng không? Bằng nhau thế thì cùng chiều không? Thì bắt buộc phải dấu bằng phải xảy ra rồi, đúng không? Khi mà cùng chiều, khi mà cùng chiều thì ví dụ như vế trái lớn hơn hoặc bằng trái lớn hơn hoặc bằng 2, vế phải cũng lớn hơn hoặc bằng 2 thì đương nhiên là dấu bằng xảy ra khi khi đó thì dấu bằng phải xảy ra, đúng không? Ý đồ là như vậy. Thì bây giờ x bằng 1/2 thì là nghiệm rồi. Thì 16 x mũ 4 bằng x cộng 5 thì bây giờ là điểm rơi là 1/2 rồi. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng chọn ra được chọn ra bất đẳng thức phù hợp. Đúng không? Chọn ra bất đẳng thức phù hợp. Bây giờ là cộng này 1/2 thì sẽ là mấy? 1/2 2 mũ 4 thì bằng 2 mũ 4 là 16 thì về bên này đúng bằng 6, đúng không? Bây giờ mình sẽ đoán điểm rơi nhá. Với điểm rơi x bằng 0,5 thì 16 x mũ 4 cộng 5 thì sẽ bằng 5, bằng 6, đúng không? Rồi. Và đương nhiên là cái cộng này bằng mấy? 1/2 vào đây thì là 8. Đó là 1/2 cộng 1/2 là 1, cũng bằng 6 nốt, đúng không? Ok. Thì như đúng là dấu bằng xảy ra. Bây giờ mình sẽ phải sử dụng bất đẳng thức. 16 x mũ 4 thì bây giờ mình phải hạ xuống làm sao cho 16 x mũ 4 cộng 5 mà bây giờ làm sao mà hạ xuống để ra dấu bằng xảy ra nhá. Cái cộng này sẽ phải lớn hơn là bằng 6 hoặc cộng này nhỏ hơn là bằng 6. Căn bậc 3 thì chắc chắn là sẽ nhỏ hơn rồi. Có nghĩa là cộng này thì chúng ta sẽ đánh giá là lớn hơn là bằng 6. Và cộng này thì chúng ta sẽ đánh giá là nhỏ hơn là bằng 6. Thì đối với cái lớn hơn hoặc bằng 6 thì mình tách với 4 số để tạo ra x. Lớn hơn hoặc bằng x. Đúng không? Thế thì bây giờ cũng khó nhằn phết đấy. Khó nhằn phết đấy. Bây giờ ta thử áp dụng bất đẳng thức Cauchy nhé. Bất đẳng thức AMGM. Thì với cái cộng là 16 x mũ 4 này cộng 5 ấy
thì mình sẽ thấy là mình 16 x mũ 4 thì chắc là một số rồi. Và khi thêm 1 phần 2 vào thì nó sẽ có giá trị là 1. 16 x mũ 4 mình cộng 1 cộng 1 cộng 1 là đủ 4 lần rồi đúng không? Đủ 4 rồi đúng không? Lớn hơn hoặc bằng 4 lần căn bậc 4 của 16 x mũ 4 nhân 1 2 3 thì sẽ bằng được với là căn bậc 4 của 16 thì bằng 2 hay là 8x đúng không? 8x. Được chưa? Đây mình để là cộng 3 nhá. Được chưa? Thì như vậy là 16 x mũ 4 cộng 5 sẽ lớn hơn hoặc bằng là 8x cộng 2 thì 1 phần 4 6 1 phần 2 đúng không? 6, ok. Thế thì đối với cái cậu căn bậc 3 này thì sẽ là nhỏ hơn đúng không? Thế như vậy là mình sẽ đánh giá là 3 nhân với cả căn bậc 3 này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng do cả cái cụm căn bậc 3 này khi thay x bằng 1 phần 2 và nó bằng 1. Thế nên là mình sẽ đánh giá là nhân thêm 1 luôn vào, 2 lần 1 vào. Được không? Nhân 2 lần 1 luôn vào. Đấy. Nhân 2 lần 1 luôn vào. Thì sẽ ra là 8x mũ 3 cộng 24 cộng 4. Thế giờ câu chuyện là ra là cậu này thì lớn hơn hoặc bằng là 8x cộng 2. Cậu này thì lại nhỏ hơn hoặc bằng, mình sẽ viết lại cho nó gọn nhé, nhỏ hơn hoặc bằng là 8x mũ 3 cộng 2x cộng 4. Thì xảy ra một vấn đề là cả hai cái biểu thức của mình ý, thì nó lại chả anh em họ hàng gì với nhau cả. Cậu này, hai cậu này. Thế nên là không thể đánh giá được, không thể đánh giá được một cách thuận lợi nhất đúng không? Thế thì bây giờ thì phải làm như thế nào? Bây giờ thì phải làm như thế nào? Thì câu chuyện là mình sẽ thấy rằng là nếu mình với 16 x mũ 4 cộng 5 ý, mình đánh giá hơn 8x cộng 2 thì đây không hề có biểu thức chứa căn. Đúng không? Và cái biểu thức ở dưới này khi mình đánh giá căn này thì lại ra một cái đa thức như thế này thì sẽ cũng không hề chứa căn. Đúng chưa? Nhưng nếu mình cộng tương ứng lại thì không được. Đúng không? Nếu mình cộng tương ứng lại là không được. Thế thì bây giờ mình sẽ dùng cái bất đẳng thức bậc 3 này. Còn cái này thì mình sẽ không đánh giá bất đẳng thức nữa. Ok không? Thì để có thể tạo ra được một đa thức và hy vọng cái đa thức đấy nó sẽ thỏa mãn được cái điều kiện của mình cần. Đúng không? Bây giờ nhớ cộng hai vế của bất phương trình sao đi. Ta có này. Cộng hai vế của cộng cái gì? Đấy. Ok chưa? Cả hai cái này lại thì như vậy sẽ ra được cái phương trình gốc hai phương trình không được, không. Thế như vậy sẽ phải là trừ, phải trừ chứ nhỉ, về trái trừ về phải mà, trừ cả hai đại lượng đúng không? Thế phải là trừ rồi. Trừ nhá, như vậy là 16 x mũ 4 này cộng 5 mà trừ cho cái cậu này sẽ lớn hơn hoặc bằng 16 x cộng 5, 16 x mũ 4 cộng 5 cùng chiều luôn đúng không? Rồi
Thì bây giờ mình sẽ thu gọn, chúng ta sẽ thu gọn cái biểu thức này. Đấy, mình sẽ thu gọn biểu thức này. Thì thu gọn biểu thức này thì chúng ta sẽ thấy được là ra được 2x trừ 1 tất cả bình nhân với cụm này lớn hơn là bằng 0, đúng không? 4x bình cộng 2 cộng 1 thì dương rồi. Thì như vậy là vế trái lớn hơn bằng vế phải. Như vậy là cậu này sẽ lớn bằng 0 này. Ok chưa? Cậu này lớn bằng 0 thì chuyển vế thôi. Này lớn hơn là bằng vế phải. Ok chưa? Vế trái lớn hơn hoặc bằng vế phải. Và chúng ta sẽ đánh giá dấu bằng xảy ra. Đó. Thế thì câu chuyện ở bài tập này thì khó hơn những điều mà mình nghĩ. Thứ nhất là mình vẫn đánh giá vế trái lớn hơn bằng vế phải hoặc vế trái nhỏ hơn bằng vế trái nhỏ hơn bằng vế phải. Mình thì đang tư duy đến cái cả hai cái cùng chiều hoặc là cả hai cái cùng chiều về cùng một số như này, nhưng mà không phải. Lại xảy ra cái trường hợp là vế trái lớn bằng vế phải bằng cách xét hiệu. Ngoài sử dụng bất đẳng thức ở một cái ra, dùng áp dụng bất đẳng thức AMGM cho ba số dương thì đương nhiên là cái này mình phải dò rồi, chứ cũng không thể ngon ăn được, đúng không? Hơi khó nghĩ nhỉ. Rồi, câu B. Câu B thì có vẻ còn khó nhằn hơn câu A. Câu B có vẻ khó nhằn hơn câu A. Câu B thì như thế nào? Câu B thì cứ một cách đơn thuần thì đầu tiên là mình sẽ phải dự đoán dấu bằng xảy ra đã. Xem x bằng mấy, đúng không? Đương nhiên là sẽ phải bấm máy tính rồi. Số to như thế này. Nói chung là ra được dấu bằng xảy ra rồi thì sẽ đơn giản hơn. Nhất là điều kiện đấy này. Điều kiện thì x lớn hơn bằng 1/8. Dự đoán dấu bằng, dự đoán điểm rơi, dự đoán nghiệm chứ. Cái này để x bằng 1/8. X bằng 1/8 thì đây đúng bằng 1/8. À đâu, đây mới là 1/8 chứ. Cậu này sẽ phải bằng 0. Cậu này thì không biết đánh giá như thế nào. Câu chuyện bây giờ phải xử lý như thế nào? Thứ nhất là cái căn bậc 3 thì thay 1/8 ở đây, lại có dấu trừ ở đây nữa thì chuyển về sang bên này. Có nghĩa là theo mình thì nên chuyển cái cậu căn bậc 3 này sang bên này. Đúng không? Chuyển cái cậu căn bậc 3 sang bên này thì bây giờ mình sẽ đánh giá, mình sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy nhé. Thức AMGM cho cái cậu này. Xử lý căn bậc 3 trước. Ok không? Mình nghĩ là dùng cái căn bậc 3. Thế bây giờ sẽ nhỏ hơn nó bằng cái gì? Thứ nhất là với x bằng 1/8 thì cái cậu trong này thì lại bằng 2. Cậu này thì lại bằng 1/2. Đấy, thì dấu bằng có thể xảy ra hay không? Nhưng mà nếu mà áp dụng cả cái cụm này, bởi vì nếu mà mình áp dụng 1/8 ở đây nhá, thì đây là 2, 1/8 ở đây và đây 1/2 thì không được. Nhưng mà nếu mình áp dụng cả cái cụm này thì nó lại ra là 1. 1 thì rất may mắn là cái biểu thức này nó được giữ nguyên. Các bạn hiểu ý tưởng của mình không? Nếu mà là được giữ nguyên ý, thì áp dụng bất đẳng thức cũng rất là gọn là đẹp. Là 1 x 1 x 4x nhân với cái 8x cộng 1 thì đây chính là đây là chính nó luôn. Ok không?
Thế bây giờ mình sẽ đánh giá nhỏ hơn hoặc bằng thôi với 3 số. Đấy, 32x bình cộng 4x cộng 2 trên 3. Như vậy là xong cái thứ nhất. Ok chưa? Thế bây giờ là đến cái số 2 là mình phải đi xét hiệu. Nhưng mà cái cộng x trên căn 8x trừ 1 thì phải xử lý như nào đã? Đúng không? X nhân căn 8x trừ 1 thì rất may mắn thì lại đúng bằng bằng đúng điểm rơi rồi. Như vậy x lớn bằng 1 phần 8 thì cậu này đúng luôn bằng 1 phần 8 rồi. Đúng không? Có nghĩa là cái cậu này sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 phần 8 thì lớn bằng 0 rồi. Đúng không? Với x ok chưa? Thế bây giờ thì mình chỉ cần làm cái cộng này thôi. Tương tự như với cái bài phía trên ý, thì các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ xét hiệu cái này trừ cho cái này để chứng minh nó luôn dương. Đây giống như cái bài tập trên này, xét hiệu này, thu gọn xét hiệu. Được chưa? Thì như vậy là mình sẽ đi xét hiệu thôi. Quy đồng thu gọn lên. Ra được cái hằng đẳng thức này. Lớn bằng 0. Lớn bằng 0 rồi thì rất là thuận lợi đúng không? Như vậy từ đây suy ra rồi. Lớn bằng 0 và dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi x lớn bằng 8 thế thôi. Đăng. Ok chưa? Cũng rất là dễ chịu. Thông thường những cái căn bậc 3 như này thì dùng đến bất đẳng thức Cauchy cũng rất là hay đúng không nào? Mình còn 3 ví dụ nữa. Cũng tương đối là dài. Có lẽ là buổi sau thì mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn. Chứ buổi này thì sẽ không thể hết được. Phần đầu tiên của phương pháp đánh giá về biến đổi tương đương và bất đẳng thức AMGM đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các ngày tiếp theo. Nếu chúng ta thấy hay thì nhớ bấm like và share cho mình nhé. Bye bye.